Xin chào các em. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em một bài tiếp theo trong chương trình khối 10. Bài học hôm nay là bài 13. Bài ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón. Em vừa sách giáo khoa. Bài 13, trang 41. Bài 13, trang 41. Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón. Thì nội dung của bài học này, chúng ta cần chú ý cho thầy các nội dung như sau. Thứ nhất là chúng ta đi tìm hiểu phần 1 lớn, nguyên lý sản xuất phân vi sinh vật. Nội dung thứ hai là tìm hiểu một số loại phân vi sinh vật thường dùng. Và một số loại phân vi sinh vật đó là gì? Đó là phân vi sinh vật cố định đạm, vi sinh vật chuyển hóa lân. Và loại thứ ba là vi sinh vật phân giải các chất hữu cơ. Vậy thì ta đi phần một lớn, nguyên lý sản xuất phân vi sinh vật. Vậy thì ở đây đặt ra câu hỏi cho chúng ta. Theo em, thế nào là công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón? Vậy thì công nghệ vi sinh là gì? Và sản xuất ra phân bón để có tác dụng gì trong đời sống hàng ngày của chúng ta? Thì ở đây người ta sẽ giải đáp chúng ta như sau. Các em có thể ghi phần lý thuyết này. Các em hoạch đồng thứ nhất là quá trình nghiên cứu, khai thác hoạt động sống của vi sinh vật. Vậy thì cái vi sinh vật ở đây thầy sẽ viết tắt là VSV, và các em cũng có thể viết tắt trong vở của mình. Các hoạt động sống của vi sinh vật để sản xuất các sản phẩm phục vụ đời sống và phát triển kinh tế xã hội. Phục vụ đời sống và phát triển kinh tế xã hội. Tại sao cái khái niệm người ta lại phát biểu như vậy? Bởi vì như các em biết, đối với ngành nông nghiệp thì sản phẩm của nông nghiệp sẽ mang lại hiệu quả kinh tế xã hội. Và sản phẩm của nông nghiệp đấy nó phụ thuộc vào nhiều thứ, nhiều yếu tố, và trong đấy có phụ thuộc vào yếu tố phân bón. Vì vậy nên phát triển nghiên cứu ra các loại phân bón để phục vụ cho đời sống và phát triển kinh tế xã hội. Đây là ý thứ nhất. Chúng ta nghiên cứu cho thầy một cái ý tiếp theo, và người ta cũng đặt ra cho chúng ta một câu hỏi. Như vậy, nguyên lý sản xuất phân vi sinh là gì? Nguyên lý sản xuất phân vi sinh là gì? Thì ở đây, người ta đưa ra cho chúng ta một cái nguyên lý như sau. Các em có thể gạch đầu thứ hai là nguyên lý. Nguyên lý là nhân giống chủng vi sinh vật đặc hiệu, sau đó trộn với đất nền, đó là than bùn. Từ đây, ta có thể sản xuất được các loại phân vi sinh vật. Từ đây có thể sản xuất được các loại vi sinh vật. Thì đây là cái nguyên lý này để người ta sản xuất phân vi sinh vật. Và đương nhiên, để sản xuất phân vi sinh vật thì người ta cũng phải xây dựng các cái nhà máy, các cái dây chuyền công nghiệp để sản xuất hàng loạt với số lượng lớn. Thì chút nữa
thầy sẽ giới thiệu cho các em ở cái phần tiếp theo của bài học. Cái phần lý thuyết này ta ghi cẩn thận vào trong vở của mình để ta có thể là làm tài liệu học kiểm tra. Và người ta đặt ra chúng ta một câu hỏi nữa là em hãy cho biết các loại phân vi sinh vật dùng trong sản xuất nông lâm nghiệp. Vậy thì đối với đời sống sản xuất nông lâm nghiệp thì người ta sử dụng những cái loại phân vi sinh vật như thế nào? Thì ở đây người ta sẽ giải đáp cho chúng ta như sau. Phần này chúng ta cũng không phải ghi, chúng ta chỉ xem người ta giải đáp như thế nào về cách sử dụng các phân vi sinh vật. Thì ở đây nó gồm có các loại phân vi sinh vật như cố định đạm, phân vi sinh vật chuyển hóa lân và phân vi sinh vật phân giải các chất hữu cơ trong đất. Thì như chúng ta đã biết, các loại phân vi sinh khi được bón lẫn với đất trồng thì các cái con vi sinh nó sẽ biến đổi các cái chất ở trong trong đất chuyển thành các chất có lợi cho cây trồng. Đấy. Có thể là biến đổi, chuyển đổi thành lân, chuyển đổi thành các chất hữu cơ giúp cho cây trồng nó phát triển. Nếu như bạn nào mà tìm hiểu thì ta sẽ biết được chất lân trong đất trồng sẽ làm cho kích thích trên bộ rễ cây trồng nó phát triển. Đấy. Thông thường là nếu như mùa đông ngoài Bắc mà người ta gieo lúa hoặc là cấy lúa thì thường là người ta phải bón lót là phân lân. Bởi vì mùa đông là thời tiết nó rất lạnh, người ta bón lót phân lân để nó giữ ấm, kích thích cho rễ cây nó ra, nó phát triển. Hoặc là các loại phân phân giải các chất hữu cơ trong đất, chuyển hóa các chất hữu cơ thành các chất dinh dưỡng. Chúng ta xem cái phần tiếp theo là nguyên lý sản xuất phân vi sinh vật. Nguyên lý sản xuất phân vi sinh vật. Thì ở đây là một cái mô hình người ta làm trong cái phòng thí nghiệm. Thứ nhất là người ta nhân giống sản xuất vi sinh vật đặc hiệu. Nhân giống sản xuất vi sinh vật đặc hiệu. Bước tiếp theo là người ta trộn với chất nền. Thì lúc này như thầy đã giới thiệu về phần lý thuyết, chất nền đấy chính là than bùn. Than bùn để tạo thành các phân vi sinh thì người ta trộn với cái chất nền. Và cái sản phẩm cuối cùng đây là người ta đưa ra phân vi sinh vật. Phân vi sinh vật thì người ta có thể là đóng gói, đóng hộp để bảo quản sử dụng. Vậy thì khi người ta sử dụng thì người ta mua những cái sản phẩm đã được làm từ các nhà máy xí nghiệp, sau đấy người ta về người ta đưa nó vào trong đất trồng, và từ cái sản phẩm này các vi sinh vật nó sẽ hoạt động trong đất trồng. Và khi người ta gieo trồng các cái hạt giống xuống thì khi hạt giống nó nảy mầm thì nó sẽ biến đổi các chất dinh dưỡng để cho cây trồng nó phát triển. Vậy thì sản xuất phân vi sinh là nó theo cái nguyên lý các bạn xem ở trên cái màn hình. Có nhân giống chủng vi sinh vật đặc hiệu, trộn đất nền rồi đến tạo ra các loại phân vi sinh. Thì như thầy nói đấy, cái phần nào ghi thì các em ghi, cái phần nào chúng ta chỉ xem theo dõi thì chúng ta chỉ việc xem và theo dõi các cái bước người ta thực hiện, chúng ta không phải ghi vào vở. Vậy thì chất nền không chỉ là than bùn mà nó còn có các cái loại khoáng chất, các nguyên tố vi lượng vân vân. Thì ở đây người ta đưa ra cho chúng ta thấy được
các cái sản phẩm để làm ra các loại phân vi sinh. Sản phẩm làm ra các loại phân vi sinh nó gồm có than bùn, gồm có các khoáng chất, các nguyên tố vi lượng, vân vân. Nó được trộn lẫn với nhau và nó tạo ra sản phẩm là phân vi sinh vật dùng để bón cho cây cây trồng. Ta xem một số cái dây chuyền sản xuất phân bón. Đây là một số cái dây chuyền sản xuất phân bón. Thì trong một cái nhà máy thì nó có nhiều khâu đoạn. Để làm ra được phân bón thì có cái khâu đoạn là trộn trộn phân. Rồi có giai đoạn là nghiền các loại quặng. Và có giai đoạn là đóng bao. Đóng bao. Đấy là cái giai đoạn cuối cùng để làm ra sản phẩm. Đấy, đây là sản phẩm phân bón làm hoàn toàn bằng bằng công nghiệp. Ta xem một số cái mô hình nhà máy sản xuất phân bón. Vậy thì như ta biết ở đây thì thầy sẽ đưa ra cho chúng ta một câu hỏi. Vậy thì các nhà máy sản xuất phân bón ra đời thì mặt lợi ích thì các em học trong bài các em đã biết. Bởi vì là lợi ích của nhà máy sản xuất phân bón thì chúng ta biết được rằng là nó tạo ra các loại phân để cho giúp cho ngành nông nghiệp nó phát triển. Ngành nông nghiệp phát triển. Bởi vì ta thường biết là trong nông nghiệp thì có cái câu là nhất nước bằng nhì phân. Muốn phát triển được nông nghiệp và có thành quả, tức là có năng suất và chất lượng thì bất cứ một quốc gia nào cũng đều cần phải có một nguồn phân bón. Không phải riêng Việt Nam mình. Quốc gia nào phát triển về nông nghiệp nó cũng phải lệ thuộc vào phân bón. Đấy là cái mặt ưu điểm. Và vậy thì nhưng mà các em thấy các cái nhà máy phân bón nó mọc lên như thế này trong cái quy trình sản xuất của nó, các em thấy trên màn hình thì ta sẽ bạn có thể nêu được cái nhược điểm, tức là những cái tác hại của các nhà máy này đang diễn ra hoặc là trong tương lai nó ảnh hưởng như thế nào. Chúng ta có thể là tìm ra được những cái nhược điểm đó. Nếu mà học tương tác trực tiếp thì thầy sẽ mời các bạn nói lên cái nhược điểm của nó. Còn ở đây thầy chỉ nêu rồi các em sẽ suy nghĩ. Sau này khi quay lại trường học thầy sẽ đưa cái câu hỏi này vào trong kiểm tra. Đấy. Ngoài cái mặt lợi ích thì các em có thể là phân tích được những cái mặt nhược điểm khi các nhà máy công nghiệp sản xuất phân bón nó mọc lên, ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của con người. Đó là một trong những câu hỏi sau này nếu như quay lại trường thầy sẽ kiểm tra đối với chúng ta. Chúng ta xem một số cái mô hình tác dụng của phân bón đối với cây trồng. Phân bón đối với cây trồng. Đây là cái rễ cây trồng. Vậy thì tác dụng của phân bón đối với cái rễ cây trồng này nó có tác dụng gì?
em xem cái mô hình. Mô hình. Thì cái này ta xem thôi, ta cũng không cần phải ghi vào trong vở của mình. Để ta biết được là các loại phân chuyển hóa lân hay là cố định đạm thì nó cung cấp cho cái cây trồng năng lượng này, cho cái cây trồng nó phát phát triển. Từ một cái loại lân hữu cơ khó tan thì cái phân phân vi sinh vật nó có lẫn vào đấy, nó hòa trộn vào để nó chuyển hóa từ lân khó tan thành cái lân dễ tan. Thì cái lân dễ tan này thì cái rễ cây trồng nó sẽ hấp thụ, nó hút cái chất dinh dưỡng để cây nó phát triển. Đấy. Các em có thấy cái mô hình người ta minh họa ở trên cái màn hình. Đấy. Để thầy nói lại nha. Cái bên này á, là phân vi sinh vật cố định đạm. Nó chuyển hóa các cái nitơ trong không khí chuyển hóa thành đạm để cho rễ cây trồng nó hấp thụ. Còn bên cái mô hình màu xanh này là từ cái loại lân hữu cơ hoặc là lân khó tan, cái chất hữu cơ đấy, nó có chứa lân khó tan thì cái phân vi sinh vật chuyển hóa lân này nó có nhiệm vụ là nó chuyển hóa những cái lân khó tan thành các cái lân vô cơ dễ tan để cho cây trồng nó phát triển. Như các em biết rồi, cây trồng nó chỉ hấp thụ các chất dinh dưỡng, sau khi các chất dinh dưỡng nó được phân thành khoáng khoáng, các cái chất khoáng trong đất thì cây trồng nó sẽ hấp thụ và nó sẽ phát triển. Đây là đây. Từ các chất hữu cơ trong đất, các chất hữu cơ trong đất, thì các chất hữu cơ trong đất thì chúng ta có thể biết được là gồm nhiều thứ trong đó, ví dụ như cái nguồn phân từ các loài động vật, phân bò, phân heo, vân vân, thì các vi sinh vật nó sẽ phân giải các chất hữu cơ thành các chất khoáng. Cái chất khoáng nó cũng mục đích của nó là để cho cái rễ cây trồng này nó hấp thụ và nó phát phát triển. Từ các chất hữu cơ phân giải thành chất khoáng để cây trồng phát phát triển. Các em thấy rõ không? Thì đó là cái mô hình người ta chỉ ra cho chúng ta thấy được tác dụng của các loại phân vi sinh thường dùng trong sản xuất nông nghiệp. Bây giờ chúng ta qua phần hai lớn. Hai lớn. Một số loại phân vi sinh vật thường dùng. Các em đi phần 1, phân vi sinh vật cố định đạm. Vậy thì ta mới xem cái mô hình xong. Vậy thì thế nào là phân vi sinh vật cố định đạm? Thì chúng ta dở sách giáo khoa trang 42 ra. Đây người ta nêu khái niệm như sau. Các em có thể ghi phần này vào vở ghi của mình. Khái niệm phân vi sinh vật cố định đạm là loại phân có chứa các nhóm vi sinh vật cố định nitơ. Cố định nitơ. Cố định nitơ. Đấy là phân vi sinh vật cố định đạm. Em có thể ghi cái phần khái niệm này vào trong vở ghi của mình.
Câu hỏi tiếp theo. Hiện nay chúng ta có những loại phân vi sinh vật cố định dạng nào? Thì đây người ta sẽ trả lời chúng ta gồm có các loại như trên: phân natrigin, phân azogin, đó là các loại phân vi sinh vật cố định dạng. Phần này các em cũng ghi vào trong vở của mình. Và cái câu hỏi tiếp theo là thành phần chính của các loại phân này gồm những gì? Sản xuất các loại phân bón này gồm những thành phần nào? Các em có thể ghi thành phần gồm có than bùn, vi sinh vật, các chất khoáng và các nguyên tố vi lượng. Chất khoáng và các nguyên tố vi lượng, các chất khoáng và các nguyên tố vi lượng. Đây là loại phân thứ nhất, là phân vi sinh vật cố định dạng. Câu hỏi tiếp theo là em hãy cho biết cách sử dụng của các loại phân này. Vậy thì ở đây người ta sử dụng như thế nào? Thì người ta giải đáp cho chúng ta như sau. Sử dụng. Vậy thì khi sử dụng các loại phân vi sinh vật, thứ nhất, người ta phải tẩm vào hạt hoặc vào rễ cây trước khi gieo trồng. Cách thứ hai là bón trực tiếp vào trong đất trồng. Bón trực tiếp vào trong đất trồng. Vậy thì tại sao người ta lại làm như vậy? Bởi vì như các em biết rồi, những cái vi sinh vật sống nếu mà để trực tiếp ánh nắng mặt trời gọi vào thì các con vi sinh vật nó sẽ chết và cái phần ấy nó mất tác vi sinh vật mà không hoạt động thì đương nhiên nó sẽ mất tác dụng. Vì vậy nên người ta phải bón trực tiếp vào đất hoặc là tẩm vào hạt giống trước khi gieo trồng. Tẩm vào hạt giống trước khi gieo trồng, bón trực tiếp vào đất. Bón thì nó nhiều dạng, có dạng thì tồn tại dạng nước, có dạng thì tồn tại dạng bột. Các em chú ý, nếu như chúng ta mà đi quan sát ở ngoài các cái đại lý phân bón ngoài xã hội ấy, thì ta thấy người ta bán rất đa dạng, tùy từng mục đích mà con người có thể mua các loại phân bón phục vụ cho cái mục đích cá nhân của mình. Dạng azogin thì nó lại sản xuất thành dạng nước, về ta lại cũng làm như cái phần dạng bột kia thôi. Xuống hàng, loại thứ hai là phân vi sinh vật chuyển hóa lân. Vi sinh vật chuyển hóa lân vi sinh vật chuyển hóa lân thì ở phần này người ta đưa ra cho chúng ta câu hỏi là: theo em, thế nào là phân vi sinh vật chuyển hóa lân? Thì ở đây người ta sẽ đưa ra chúng ta cái khái niệm là loại phân bón có chứa vi sinh vật chuyển hóa lân hữu cơ thành lân vô cơ, chuyển hóa lân hữu cơ thành lân vô cơ, hoặc vi sinh vật chuyển hóa lân khó tan thành lân dễ tan, chuyển hóa lân hữu cơ thành vô cơ, chuyển hóa lân khó tan thành lân dễ tan. Thì lúc này thầy cho các em xem cái mô hình chuyển hóa thành lân dễ tan để cho cây trồng nó dễ hấp thụ. Và câu hỏi thứ hai cũng tương tự như cái phần phần một, đó là
những dạng phân vi sinh vật chuyển hóa lần nào? Thì ở đây gồm có loại phốt pho, loại phân hữu cơ vi sinh, hai loại. Có phốt pho bắt tyrin thứ nhất, loại hai là loại phân hữu cơ vi sinh, là sản phẩm. Thì phần này thì các em phải ghi chép vào. Đây, phải ghi chép. Đây người ta gọi là câu hỏi kế tiếp, đó là các loại phân bón này nó bao gồm những thành phần gì? Các em có thể ghi là thành phần than bùn, bột phosphorit hoặc quặng apatit, nguyên tố khoáng và vi lượng. Vậy thì các cái quặng apatit này thì thầy thấy như cái vùng đất ở Triệu Sơn Thanh Hóa này rất nhiều. Đấy, người ta dùng cái quặng này nhiều mục đích, nhưng mà trong đó có cái mục đích là làm ra các loại phân bón giúp cho cây trồng nó phát triển. Vì thế nên bạn nào mà cứ mua phân chuyển hóa lân, phân lân thấy là nó sẽ có cái mùi quặng rất nặng. Ngoài quặng ra còn có các nguyên tố khoáng vi lượng. Các em mà ghi không kịp thì thời gian không cho phép thì các em có thể là chụp màn hình, ta có thể là ghi bổ sung sau vào buổi chiều. Sau này các cái bài này thì thầy sẽ kiểm tra và thầy chấm cho các em điểm kiểm tra thường xuyên. Vì vậy nên chúng ta phải ghi chép cho cẩn thận. Về cái kỹ thuật sử dụng thì cũng giống như thể là cái phân cố định đạm thôi, bón trực tiếp xuống đất. Còn về cái sự khác nhau thì ở đây người ta nêu cho chúng ta sự khác nhau trong cái khái niệm. Cái này ta chỉ tìm hiểu thêm. Đây là một số cái loại phân mà chuyển hóa lân mà thầy vừa mới giới thiệu, loại phosphobacterin, phân hữu cơ vi sinh. Thì ở đây trong bao bì người ta có in rất rõ, kể cả cái hướng dẫn sử dụng, loại phân bón này là do công ty nào nó phát triển và nó có thể là bảo vệ môi trường hay là không. Bao bì. Một cái loại phân thứ ba người ta giới thiệu luôn trong cái bài này, đó là phân hữu cơ phân giải các chất hữu cơ, phân vi sinh phân giải các chất hữu cơ, phân giải các chất hữu cơ. Thì ta cũng đi lần lượt như hai loại phân trên. Khái niệm là loại phân bón có chứa các vi sinh vật phân giải các chất hữu cơ, chứa các vi sinh vật phân giải các chất hữu cơ. Về thành phần nó gồm có xác thực vật, than bùn, các chất khoáng và các vi sinh vật phân giải các chất hữu cơ. Thành phần. Về sản phẩm và cách sử dụng thì cũng giống như hai loại phân bón nêu trên. Ta có thể là bón trực tiếp vào trong đất hoặc là làm chất độn khi ủ phân. Đấy. Chất độn khi ủ phân có nghĩa là như thế nào? Khi người ta muốn ủ các loại phân chuồng, tức là vẫn lấy từ chuồng trại, người ta có thể mua cái phân giải các chất hữu cơ này về, người ta trộn cùng với cái nguồn phân người ta lấy từ chuồng trại đó, ví dụ như phân nguồn phân từ bò thải ra hay là heo thải ra vân vân. Đấy, sau đấy người ta dùng đất bùn. Anh em bạn nào mà
đã từng làm nông nghiệp, ta biết người ta dùng đất bùn, người ta làm một cái lớp đất ở ngoài, người ta phủ kín nó lại, và trong một thời gian nhất định thì các cái con vi sinh vật này nó sẽ phân hủy cái phân hữu cơ mà người ta lấy từ nguồn phân đấy, thành những các chất đấy, cũng thành thành dạng phân, nhưng mà phân là được phân giải. Cái phân đấy sau khi đấy người ta bón xuống ruộng và nó sẽ hòa tan ở trong trong đất trồng, sẽ giúp cho đất trồng tăng thêm chất dinh dinh dưỡng. Đây là một số cái hình ảnh về phân phân giải các chất hữu cơ. Em chú ý có thể là phân vi sinh vật phân giải các chất hữu cơ rồi tiết ra các enzyme phân giải các cellulose. Cellulose này là có phần của gỗ đúng không? Vì vậy phân bón này có tác dụng thúc đẩy quá trình khoáng hóa các chất hữu cơ giúp cây trồng hấp thụ khoáng. Thì đấy là ba cái loại phân bón ta đã nắm được khái niệm đúng không? Và nắm được cái chất cấu tạo lên phân bón và cách sử dụng của chúng. Vậy thì đấy cũng là yêu cầu của bài học hôm nay đấy. Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón đấy, các em ghi bài và xem lại những cái gì mà thầy vừa giới thiệu. Và chúng ta có thể là xem trước cái bài học tiếp theo. Vậy thì bài học hôm nay chúng ta xin tạm dừng tại đây. Để chúc các em và có một buổi học đầy vui vẻ. Tạm biệt và xin hẹn gặp lại ở các em các bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.